thấy là mình là người có cái trách nhiệm. Nếu đã là tu sĩ xuất gia thì Thiệu Long Thánh Chủng đúng không? Làm cho nối truyền cái dòng thánh và phụng sự chúng sanh trên cầu Phật đạo, dưới là độ thoát chúng sanh. Còn nếu là cư sĩ Phật tử tại gia thì mình sao? Mình có cái trách nhiệm như thế nào? Làm tròn cái nhiệm vụ giữ tròn năm giới của người Phật tử tại gia, hộ pháp, hộ trì Tam Bảo, tức là hộ Phật, hộ pháp, hộ tăng. Như vậy thì Phật giáo sẽ trường tồn, Phật giáo sẽ được phát triển. Phật giáo trường tồn và phát triển thì sao? Chân lý của đạo đức, của từ bi sẽ được lan tỏa. Mình sẽ có bình an, hạnh phúc ngay bây giờ, ngay tại đây. Mình phải xây dựng được cái cực lạc hiện tiền, thì cái hậu thế cực lạc của mình mới về Tây Phương hay Đông Phương gì đó là tùy theo mình. Chứ giờ mình sống khổ, sống sở, sống đầy sân si tham si đố kỵ như vậy, làm sao cái cực lạc nào mà dám rước mình về, phải không? Mình phải xây được cái cực lạc ngay tại bây giờ thì mình mới có cái cực lạc của đời sau.